Vinhomes Ocean Park 2, The Empire được bao quanh bởi nhiều mô hình, dự án phát triển khác, giúp cư dân có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ và tiện ích hấp dẫn từ ngoại khu. Bên cạnh đó, Vinhomes Ocean Park 2, The Empire kề cận với đại đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, tiếp giáp trực tiếp với hai tuyến quốc lộ 5A, 5B, khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Eco Park, cách trung tâm thương mại Aeon Man Long Biên chỉ 8 km. Chính vì vậy, đây chính là dự án bất động sản sở hữu tọa độ đắt giá bậc nhất. Lựa chọn an cư tại đây, khách hàng sẽ được tận hưởng chất sống khác biệt với hệ thống tiện ích toàn diện, hấp dẫn cùng mạng lưới giao thông thuận tiện. Đón siêu hạ tầng, khởi sóng kết nối. Vị trí chiến lược tại cửa ngõ cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, trục đường huyết mạch kết nối tam giác kinh tế vàng. Sở hữu trọn vẹn những kết nối giao thông trọng điểm của Gia Lâm từ mọi nơi tới Vinhomes Ocean Park 2. Nút giao Cổ Linh, 400 tỷ. Đã hoàn thành tháng 1 năm 2021. Mở rộng với 4 làn xe chạy, hoàn thành năm 2023. Hệ thống đa dạng trường học chất lượng cao, quy tụ đầu đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp. Hệ thống đa dạng trường học chất lượng cao, New Lancaster. Đắm chìm trong những con sóng hạnh phúc bất tận tại công viên Royal Way Park, trái tim của Vinhomes Ocean Park 2. Lấy cảm hứng từ vương quốc huyền bí Atlantis có quy mô lên tới 18 ha với hàng loạt tiện ích tầm cỡ thế giới. Lá phổi xanh khổng lồ với bộ ba công viên liên hoàn, công viên khải hoàn, công viên ánh sáng, công viên tình yêu. Công viên Empire Park quy mô lên tới 7,5 ha, New Lancaster. Công viên ven kênh Sin Park dài hơn 2,6 km quy tụ hàng loạt tiện ích độc đáo mới mẻ. Với điểm nhấn quảng trường Empire Square và tháp điêu khắc biểu tượng ánh sáng cao tới 30 mét. Đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue. Thiên đường mua sắm, vui chơi, giải trí đẳng cấp Vincom Mega Man lấy cảm hứng từ những làn sóng văn hóa thời thượng. Với hàng loạt thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến trải nghiệm tất cả trong một đầy mới mẻ. Hàng chục công viên nội khu xanh mát với các kiến trúc cảnh quan độc đáo, lấy cảm hứng từ những vùng đất nổi tiếng trên thế giới. Tọa lạc tại Vinhomes Ocean Park 2, Vinmec Health Resort là bệnh viện đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ y tế và an dưỡng nâng cao, chăm sóc tăng cường sức khỏe, phục hồi chức năng kết hợp trị liệu, dành cho khách hàng cao cấp và VIP. Hệ thống đa dạng trường học chất lượng cao, quy tụ đầu đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp. Đắm chìm trong những con sóng hạnh phúc bất tận tại công viên Royal Way Park, trái tim của Vinhomes Ocean Park 2. Lấy cảm hứng từ vương quốc huyền bí Atlantis có quy mô lên tới 18 ha với hàng loạt tiện ích tầm cỡ thế giới. Mega Complex, mô hình dẫn dắt thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới. Biển nhân tạo Vinhomes Ocean Park 2 sôi động nhất vào thời điểm mùa hè với hàng loạt những lễ hội do chủ đầu tư tổ chức như vui chơi nước, ca nhạc cuối tuần, cắm trại, cùng nhiều quà tặng và ưu đãi. Chỉ với chi phí trên dưới 200.000 đồng một người, đã bao gồm ăn uống, là bạn sẽ thoải mái dành trọn vẹn một ngày từ sáng tới tối để vui chơi ở đây. Theo thông tin mới nhất năm 2023, giá vé biển nhân tạo Vinhomes Ocean Park 2 khi mua trên app cư dân là 150.000 đồng, khách ngoài sẽ áp dụng mức giá là 200.000 đồng. Ngoài ra, cư dân được sử dụng bể bơi phân khu trà là miễn phí, trong khi khách ngoài sẽ áp dụng mức giá vé là 200.000 đồng. Với khách ngoài, không phải cư dân, vé vào cổng sẽ là 50.000 đồng một người. Vé chèo thuyền kayak là 100.000 đồng một thuyền 1 ca 2 tiếng. Tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới, Royal Way Park rộng 18 ha gồm 6 biển tạo sóng rộng 5,4 ha. Hồ nước mặn lớn nhất châu Á Laguna rộng 9,3 ha, công viên Kasendi Park rộng 1 ha. Đặc biệt, điểm nhấn chính giữa là dãy núi Hoàng gia Royal Mountain. Tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm độc đáo, Vinhomes mang đến mùa hè sôi động của người dân thủ đô khi được thưởng thức BBQ, camping bên bờ biển, tắm biển tạo sóng và hòa mình vào không khí chợ quê. Royal Way Park là một địa điểm tuyệt vời cho các gia đình và nhóm bạn, vừa tận hưởng cảm giác chiêu linh, vừa khám phá loạt trò chơi nước với cảm giác mạnh. Tận hưởng cảm giác mạnh. Nếu bạn là người yêu thích những trò chơi cảm giác mạnh, chắc chắn khi đến công viên Royal Way Park, bạn không thể bỏ qua hoạt động cưỡi mô tô nước chinh phục những ngọn sóng. Lướt qua khung cảnh huy hoàng kỳ vĩ của những kiến trúc đồ sộ, mang phong cách thế giới, dãy Royal Mountain, cầu Coastal Bridge, cầu Waverly, cầu Atlantis Bridge. Tắm biển tự do tại hồ trải cát trắng. Những bãi cát trắng và hàng dừa xanh là địa điểm lý tưởng cho những gia đình có con nhỏ để cùng nhau trải nghiệm không khí biển khơi mát mẻ qua những trò chơi xúc cát, tắm nắng, năm thay vì lên đồ và đi đến một nơi xa, Vinhomes Ocean Park 2 đã mang mùa hè đến gần trẻ nhỏ hơn. Chèo thuyền kayak. Cũng giống như Vinhomes Ocean Park Gia Lâm,
hoạt động chèo thuyền kayak cũng là một điểm đến khiến các bạn trẻ lại hào hứng quanh khu vực hồ nước mặn nhân tạo của Royal Way Park.